Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016. Chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ Saint Barbara, thành phố Santa Ana, miền Đông Bali, để gửi tới quý vị thánh lễ vòng Giáng sinh. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước giờ thánh lễ được cử hành, các em thiếu nhi đã có phần trình diễn hoạt cảnh Chúa Giêsu đã sinh ra trong xứ Giu-đê nơi máng cỏ, được bắt đầu với phần trinh nữ Maria, người vừa đính hôn với Giô-se trước khi về chung sống với nhau. Bà đã thụ thai một con trẻ trong quyền năng của Chúa Thánh Thần qua lời thiên sứ Gabriel báo tin cho bà. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Who are you to greet me as such? Mary, do not be afraid, for you have found favor with God. I am the angel Gabriel. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be a great man, and he will be called the Son of the Most High. And God will give him the throne of David, his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. But dear angel, how can this be? For I have had no relations with a man. Mary, don't be afraid. The Holy Spirit will come to you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the holy child growing inside of you will be called the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, who was once barren. For nothing is impossible for God. I am the Lord's servant. May it be done according to your word. Sau đó, Maria đã đến thăm người chị họ là bà Isabel, dù đã cao tuổi nhưng cũng đã có thai. Và khi hai chị em gặp nhau, Isabel đã thốt lên: Sao tôi lại được mẹ Thiên Chúa viếng thăm? Và Maria đã khiêm tốn dâng lời tán dương Thiên Chúa: Linh hồn tôi ca ngợi Thiên Chúa, và thần trí tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi. Vì những người sẽ cứu dân mình khỏi tội,
kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hà sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Immanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. And in those days, the emperor... Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả nước. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều trở về quê quán của mình để khai tên tuổi. Ông Giuse cũng từ thành Nazareth, miền Galilee, lên thành vua David gọi là Bethlehem vì ông thuộc dòng dõi vua David. Ông lên đó khai tên cùng với Maria là người đã thành hôn với ông và đang mang thai. And so Joseph sought out a place for Mary to lay. And on a cold and starry night, there were shepherds living in the fields and keeping the night watch over their flock. The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. They were struck with great fear. The angel said to them, Do not be afraid, for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all people. For today, in the city of David, a Savior is born for you, who is the Messiah and the Lord. And this will be a sign for you. You will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. And suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel, praising God and saying, Glory to the God in the highest, and on earth peace to those on whom his favor rests. Đang ở đó vì không tìm được nhà trọ, bà đã sinh con trẻ, lấy tã bọc con và đặt trong máng cỏ. Có một đồng tới thờ lạy và thiên sứ ca mừng Đấng Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng trần. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm.